Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào chư vị thiện hữu tri thức. Đây là chương trình đọc truyện đêm khuya được phát trên kênh YouTube Tây Phương Foundation. Kính mời chư vị thiện hữu cùng lắng nghe câu chuyện Kẻ Bỏng Sẻn Bị Phạt. Ngày xưa, ở gần thành vua nước Xá Vệ, có ông Lô Chí, nhờ thừa hưởng của phụ ấm nên thêm hà tiện và có tiếng ráng sành ra mở đường, trở nên triệu phú ít ai bì. Một hôm, trong thành có tổ chức cuộc lễ hội linh đình, tiếng pháo vang rền, trống kèn inh ỏi, đưa lọt vào tai, thêm trước mắt hình ảnh nam thanh nữ tú nhập chiều ngựa xe, đông đúc kéo nhau rộn rịp vào thành dự hội, làm cho ông Lô Chí thấy trong người hân hoan. Ông vội vàng vào nhà, mở tủ lấy ít đồng tiền lẻ, định ăn xài một bữa cho ngoả nguê. Xuống nhà bếp, hốt một nắm muối, lấy một cái chai, gói cột lại một đùm. Lô Chí mang đi xem lễ, không ngượng ngùng gì cả. Vào thành, sau một hồi bách bộ ngóng xem cảnh đẹp phố phường, trưởng giả nhà ta mỏi mệt, bụng bắt đầu đói, miệng thèm ăn. Ông ghé vào quán, mua thêm ít cá bánh và rượu, rồi đi ngay ra ngoài ngoại ô, tìm chỗ vắng người định dùng bữa. Đến một gốc cây to, ông vừa ngồi xuống thì bỗng nghe tiếng kêu quả quả trên không. Sợ lũ chim tinh ranh xớt bánh, ông lật đật đứng dậy, chài một hơi thuốc ra đồng không mung quạnh, một mình ăn uống, uống rượu và ly. Ông trưởng giả hí hửng đứng lên múa hát nghêu nghêu, lúc cao hứng ông lại lớn tiếng tự hào: "Bực vua trời, hôm nay cũng không sướng bằng ta, huống nữa là cái vị tứ thiên vương." Rủi cho ông lúc đó, ông đế thích với các vị hiền thánh đi ngang qua đồng để đến tịnh xá kỳ hoàng nghe Phật thuyết pháp. Vừa nghe được lời ngạo nghễ của Lô Chí, vua trời nghĩ ra một phương tiện để hóa độ người ngu si hết thật bổn sẻn. Ngài liền hiện thần thông, biến ngay một Lô Chí giả giống hệt Lô Chí thiệt chạy thẳng về nhà ông trưởng giả. Lô Chí giả hối tất cả người nhà tụ họp lại nói chuyện. Ông thưa với mẹ rằng: "Bấy lâu nay con bị con ma bổn sẻn ám ảnh, mất hết trí khôn. Nó không cho con chủ trương một việc gì có đạo nghĩa cả. Bao nhiêu tiền nó cũng cấm con đem cung phụng mẹ già, cấp dưỡng con cái, dâu rể. May mắn thay, hôm nay nhân dịp tiết hội, con đi chơi trong thành, gặp ông đạo sĩ cao tay ấn đuổi con ma tham lam ấy ra khỏi mình con. Từ đây cả nhà chúng ta đều được hạnh phúc." Ông lại dặn thêm rằng: "Con ma bỏ sạn ấy giống con không sai chút nào. Nếu nó có đến, nhà ai ai cũng phải giúp con đánh đuổi nó ra khỏi cửa." Dặn dò xong, ông vào kho tuôn tiền bạc ra cho người đi chợ thuê nhạc, mua pháo và sắm đủ món ngon vật lạ làm tiệc tinh đình, thiết đãi tất cả lục thân quyến thuộc, tôi trai tớ gái trong nhà và lối xóm láng giềng không sót một ai. Ông bảo đóng cửa rào lại, không cho con ma bẩn xỉn vào, để ông đem các đồ quý báu ra phân phát cho mọi người, rồi sao sẽ cho nó vô. Ông dâng cho mẹ áo quần quý giá, phát cho vợ con dâu rể vàng ngọc bạc tiền. Tay phải ông dắt mẹ, tay trái ông dắt vợ đi viếng thăm kho tiền trong lúc tiếng hát hòa với giọng đàn. Giữa mùi thuốc pháo pha lẫn hương trầm, thật là cuộc vui hy hữu trong nhà ông trưởng lã lần đầu tiên như vậy. Ông Lô Chí thiệt tỉnh rượu trở về nhà, thấy thiên hạ rất đông đảo bao vây quanh nhà mình. Trong nghe có tiếng đàn hát trống kèn inh ỏi, ông lấy làm ngạc nhiên và sợ hãi. Ông cố sức chen lấn người vào đến cửa rào, gào lạc giọng người nhà, nhưng không ai lên tiếng. Lô Chí giả biết Lô Chí thiệt đã về,
dạy người ra mở cửa. Ông trưởng giả chạy thẳng vào nhà khi thấy mọi người đều la lên rằng: "Ma bọn xẻng đến rồi kìa, hãy đề phòng sẵn sàng đánh đuổi nó." Lô Chí trưởng giả thấy một người giống in mình, ăn mặc sang trọng, có vẻ trang nghiêm, ngồi ăn uống với mẹ, vợ, con gái, con dâu, con rể một cách tự nhiên. Ông lại gần hỏi: "Ngươi là ai? Sao được vào nhà ta hoành hành phung phí như thế?" Vua trời tươi cười hỏi lại: "Thế ngươi là ai?" "Tôi là Lô Chí, chủ nhà này chứ ai. Bà này là mẹ tôi, cô kia là vợ tôi, đám nọ là con gái, dâu và rể tôi." Tất cả người trong nhà đều phản đối. Bà mẹ nói: "Con ma bỏng sẻng, mày giống con tao thiệt, nhưng tao nhìn nhận đứa con hiếu thảo mà từ bỏ đứa con bội nghịch." Vua trời nói: "Các người đều công nhận tôi là Lô Chí, chủ nhà này thì sao còn để con ma bỏng sẻng đây làm gì?" Tức thời, kẻ thợp gậy, người quơ roi đuổi trưởng giả chạy dài một nước. Ra đường, ông ta tay bứt tóc, chân dậm đất, miệng kêu trời khóc kể rối rít như người mất trí. Một ông lão thấy vậy thương tình, cho mượn tiền sắm lễ vật đến vua cầu xin minh oan. Đến bề rồng, trưởng giả Lô Chí vừa cúi đầu dâng hai tấm lụa lên, bỗng bị đế thích dùng phép thần thông biến hai tấm lụa thành hai bó cỏ khô. Lô Chí chết điếng người sợ hãi, tay chân run rẩy lập cập nói không ra lời. Vua lấy thế làm thương, hỏi các người theo Lô Chí biết việc làm sao tâu giùm rành rẽ. Bạn của Lô Chí tâu rằng: "Muôn tâu bệ hạ, hôm qua ông Lô Chí đi dự lễ trong thành thì có một người giống hệt ông, tự xưng là Lô Chí, đi ngay vào nhà ông, tự do hoành hành, tiêu xài hết của." Ông Lô Chí về thấy người nhà gọi rằng ma bỗng sẻn, không nhìn đuổi đánh. Ông Lô Chí uất ức nên đến xin thánh hoàng minh oan. Vua nghe tâu rồi cho người bắt kẻ giống như Lô Chí đến hầu. Lô Chí giả chính là đế thích đến trước bề rồng. Vua xem xét tiên cáo, hai người in như khuôn đúc, không biết thế nào mà phân biệt thiệt giả. Vua suy nghĩ một chập rồi nói với bị cáo rằng: "Lô Chí, xưa nay vốn rích sống, không dám xài tiền, còn nhà ngươi tâm tánh rộng rãi, biết thi ân bố thí cho mọi người. Trẫm xem tính tình khác nhau, như thế thì đủ biết thật giả lắm rồi. Nhà ngươi cứ việc khai ngay." Đế thích đáp: "Bệ hạ phán lời ấy có lý, song gần đây tôi mới hấp thọ giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, bỏ tà theo chánh, nên tôi phát tâm bố thí, dứt sạch thói bổn sẻn đê hèn ngày xưa." Vua hỏi quần thần có ý kiến gì hay giúp ngài minh oan. Ông túc cầu tâu: "Xin bệ hạ hỏi các việc bí mật ở trong nhà và trong thân thể thì biết được sự chân giả." Vua đưa hai người vào phòng riêng, bắt làm khai của cải và những việc cẩn mật, thì hai tờ sớ khai trình sản nghiệp và sự bí mật đều giống nhau cả. Vua lấy làm lạ, ngài hạ lệnh đòi mẹ Lô Chí vào hầu. Vua hỏi: "Trong hai người này, ai là thiệt con bà?" Đế thích nói nhỏ trong tai bà ấy: "Xin mẹ chớ để con bị ma bổn sẻn ám ảnh nữa." Bà cụ chỉ đế thích: "Người này có lòng hiếu thảo với tôi, chính là con tôi. Người kia bạc bẽo lắm, quyết không phải là con tôi. Tôi căn cứ vào tánh nết tốt xấu mà thừa nhận, chứ hạnh phúc, tiếng tâm không phân biệt được." Vua lại hỏi: "Con bà có dấu vết gì ở trong chỗ ẩn hay không?" Bà cụ tâu: "Ở dưới nách bên tả con tôi có nốt ruồi đen bằng hộp đậu nành." Đế thích nghe lập tức biến nút ruồi ngay ở nách để đợi khám nghiệm. Vua truyền hai người cởi áo, đưa tay trái lên coi, thì thấy người nào cũng có nốt ruồi đen như nhau. Vua và quần thần hết sức ngạc nhiên đồng cười rộ.
Vua thú thật rằng ngài không phương giải quyết, ngài nhất định thân hành đem nội vụ đến tịnh xá kỳ hoàng cầu Phật phân đoán. Đến trước Phật đài, vua lễ Đức Như Lai và bạch rằng: Lại Đức Thế Tôn, chúng con đem hết tài năng suy cứu cũng không làm sao phân biệt được hai người này ai là Lô Chí thiệt, ai là Lô Chí giả. Mong cầu Đức Như Lai dùng Phật nhãn phân giải dùm, kẻo tội nghiệp ông Lô Chí trưởng giả. Bạch rồi, vua phán nhận hai ông Lô Chí đến trước Phật đài. Đại chúng ngồi yên, đợi nghe Đức Thế Tôn minh oan. Đức Như Lai cất cánh tay vàng thần quang rực rỡ chói lòa, phá tan mọi vật mờ ám tối tâm. Không còn vật nào ẩn hình vào đâu được nữa. Đức Phật hỏi Đế Thích rằng: Ngươi làm gì thế? Lô Chí giả lập tức biến mất, hiện nguyên hình là Đế Thích. Khắp người hào quang chói rạng, tướng mạo trang nghiêm, chắp tay trước Phật đài đọc bài kệ rằng: Cái người bỏn sẻn ngu si, không hay bố thí giúp gì cho ai. 5 đồng bánh rượu một chai, đem ra nơi vắng ngồi nhai một mình. Sai rồi múa hát linh đình, lớn lời tự thị dám khinh cả trời. Muốn cho tánh nó đổi đời, quyền nghi phương tiện nên tôi trá hình. Phật bảo Đế Thích: Tất cả chúng sanh đều có tội nên hoan hỷ cho nó. Trưởng giả Lô Chí than với Đế Thích rằng: Tôi chịu khổ sở nhiều năm mới tích trữ được tiền của cho đầy kho, nay bị ngài huy hoặc phá tan hết trơn, tội nghiệp tôi quá. Đế Thích đáp rằng: Ta không hề tiêu phá của ngươi đồng nào. Trưởng giả Lô Chí còn hoài nghi, Phật dạy rằng: Ngươi hãy an lòng tin chắc, cứ về kiểm lại, không mất một tí gì đâu cả. Lô Chí tin lời Đức Phật, bao nhiêu phiền não đều tiêu tan. Ông kính cẩn lễ Phật rồi vội vã trở về nhà. Lời bình: Hãy hiến dâng những gì mình có trong tay, trong trái tim mình và cả những giây phút của kiếp người này. Chúng ta giàu có hơn là chúng ta tưởng, vì thế đôi khi cũng nên nhìn lại mình có keo kiệt lắm hay không. Những gì chúng ta ôm lấy khư khư chẳng những không lợi ích gì mà cũng sẽ mất đi một lúc nào đó. Khi căn nhà bốc cháy, những gì còn sót lại là những vật đã cho, kìa của cải giữ lại đang hóa thành bụi tro. Kính chúc quý vị sâu giấc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.